Thứ hai, tuần thứ 29 mùa thường niên, lễ thánh Ignatio Antioquia lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, chương 12 từ câu 13 đến câu 21. Hôm ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, chưa xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó." Suy niệm: trong xã hội hôm nay, có nhiều người, nhất là các bạn trẻ, đang thực hiện một kế hoạch đáng phải kể đến, làm việc và tích góp để có thể về hưu sớm, hưởng một cuộc sống an nhàn, không phải vướng bận đến việc kiếm tiền mưu sinh, có một khoản tiết kiệm để hậu thuẫn cho tương lai. Đây không phải là việc làm đáng khích lệ sao? Tiết kiệm cho tương lai chẳng phải là khôn ngoan và có trách nhiệm sao? Ai trong chúng ta cũng đã từng nghĩ hoặc là đang thực hiện như vậy. Việc làm này cũng tương tự như người phú hộ giàu có kia. Tuy nhiên, việc làm này vẫn là ngốc. Vậy người phú hộ này ngốc ở chỗ nào? Có một điều rất quan trọng mà người phú hộ này đã không lên kế hoạch, đó là kế hoạch với Chúa. Chính xác là ông đã quên Chúa. Ông ta chỉ nghĩ tới mình. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Người phú hộ giàu có bị coi là ngốc không phải là ông ta có nhiều của cải tích trữ cho tương lai, mà là bởi vì ông ta dường như chỉ nghĩ và sống cho bản thân, và nghĩ rằng ông ta có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình bằng số tài sản dồi dào ấy. Không phải là Chúa không muốn chúng ta tiết kiệm cho những nhu cầu về hưu hoặc trong tương lai. Không phải là Chúa không muốn chúng ta ăn uống, vui chơi và tận hưởng những gì Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Theo tin mừng, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã dành thời gian ăn uống với mọi người và tận hưởng cuộc sống. Nhưng Chúa cũng rất rõ ràng về nơi an toàn nhất nằm ở đâu. Đó là nơi Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi sự, và Ngài là hạnh phúc của đời chúng ta. Lạy Chúa, nhiều lần chúng con đã tính toán quá nhiều, và những toán tính ấy phần lớn là chỉ nghĩ đến bản thân mình. Xin Chúa giúp chúng con biết chia sẻ, biết Chúa là nơi chúng con phải đến và đích điểm của đời chúng con. Amen.